điều xe thang cao 50m giải cứu người mắc kẹt vụ cháy chung cư mini ở Đà Nẵng. Tối 15 tháng 10, một vụ cháy xảy ra tại chung cư mini trên địa bàn phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Ghi nhận từ báo Người Lao Động, theo thông tin ban đầu, đám cháy xảy ra vào khoảng 19:30 cùng ngày tại một chung cư mini cao khoảng 7 tầng trên đường Lâm Hoành. Đây là tòa nhà căn hộ cho thuê, điểm cháy xuất phát từ máy giặt ở tầng 1. Khói đen bao phủ cầu thang và lối thoát ở tầng 1 nên người xung quanh không ra ngoài được. Nhận tin báo, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Đà Nẵng huy động phương tiện, lực lượng của nhiều đơn vị tham gia chữa cháy, trong đó có xe thang để cứu nhiều người mắc kẹt trên tầng cao. Lúc này, khói nghi ngút bốc lên khiến cư dân hết sức lo lắng, hoảng loạn. Nhiều người chạy lên các tầng cao hoặc leo sang nóc nhà bên cạnh chờ được cứu. Sau khi nhận định tình hình, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an thành phố Đà Nẵng huy động xe thang cao 50m để giải cứu những người mắc kẹt trên các tầng cao. Hiện, đám cháy đã được khống chế, thiệt hại đang được lực lượng chức năng thống kê.